Ngày 3 tháng 2, khoảng 30 máy kéo đậu trên một quảng trường ở nông dân huy động 40 máy kéo đi biểu tình. Các cuộc biểu tình của nông dân Thụy Sĩ tiếp nối phong trào biểu tình đã nổ ra ở một số quốc gia châu Âu khác như Bỉ, Đức, Pháp và Hà Lan nhằm phản đối tình trạng giá nông sản thấp, chi phí tăng cao, hàng nhập khẩu giá rẻ và những biện pháp hạn chế mà EU áp đặt để chống biến đổi khí hậu. Khoảng 90.000 công nhân của hệ thống giao thông công cộng tại hơn 80 thành phố trên khắp nước Đức đã tiến hành đình công tập thể kể từ ngày 2 tháng 2. Các công nhân yêu cầu nhà chức trách cải thiện điều kiện làm việc, giảm số giờ làm hàng tuần và tăng số ngày nghỉ. Công nhân đình công đã khiến giao thông công cộng của Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các ga tàu điện ngầm đóng cửa hoàn toàn và không có nhân viên để vận hành. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của hàng trăm nghìn người dân Đức.